có vào tập với đội U13 Bình Định, thi đấu một mùa giải U13. Thì sau mùa giải đấy thì vì chuyên môn không đạt được nên em xin nghỉ và đi học tiếp. Tới năm 18 tuổi thì em lại được vào U19 Bình Định để đi thi đấu giải, và một lần nữa thì em cũng không thể hiện được thì em phải quyết định đi học xong, thi tốt nghiệp xong 12 thì em đi vào Cà Mau để đá hàng ngày. Khi vào đấy thì bắt đầu em phát triển được chuyên môn. Sau mùa giải đá hàng ngày thì đoàn khác có mượn em về trận đá U21. Sau mùa giải U21 thành công thì tập đoàn xuống đá thì mua em luôn từ Cà Mau. Bắt đầu từ đấy em mở ra một hành trình mới cho đi học ấy, thì em vẫn luôn bỏ học để đi vào đây xem đội Bình Định tập luyện và thi đấu. Thì từ khoảng từ hơn 10 năm cho tới bây giờ em thấy khán giả Bình Định mình luôn vẫn thế, vẫn luôn luôn rất là yêu bóng đá và rất là cuồng nhiệt.